Không thích đàn ông bụng bự là vì sao vậy ha? Chắc tại người ta nói là vòng hai thì to thì lò xo thì nhỏ. cái gì hạ màn xuống. Xin mời bạn trai để làm quen với mọi người nào. Bạn trai ha, phong trần nha. Có không anh? Bạn tên là gì? Em tên là Võ Minh Thiện. Võ Minh Thiện. Dạ. Đang làm nghề gì Thiện? Dạ, em đang làm ở phòng kinh doanh của một công ty bán nước khoáng. Bao nhiêu tuổi? Em ba mươi. Rồi. Dạ bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em tên gì? Dạ em tên Mai. Năm nay bao nhiêu năm tuổi? Năm nay em 31 tuổi. 31, tên Mai. Mai hiện giờ đang làm công việc gì ở đâu nè? Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty xây dựng. Mà tuổi này là cũng lớn rồi ha. Mà chưa có gia đình ha. Dạ. Mình có bạn trai chưa? Trước thì có rồi nhưng mà bây giờ thì chưa chị. Chia tay cách đây bao lâu rồi? Cũng hơn năm rồi chị. Trong một năm vừa qua mình không có tìm được người nào ưng ý hả? Dạ chưa chị. Dạ. Hôm nay nhờ chương trình ha. Dạ. Vậy nguyện vọng của bạn đến với chương trình, bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Em mong muốn một người bạn trai về ngoại hình thì cao hơn từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Dạ. Thân hình bình thường, không có bụng bự rồi không có gầy quá. Dạ. Sao ai cũng không thích đàn ông bụng bự là vì sao vậy ha? Chắc tại người ta nói là vòng hai thì to thì lò xo thì nhỏ. cái gì cái gì nói nghe tôi nghe lại coi. Cái gì mà nhỏ? Cái vụ này mới nghe nha. Cái gì các tưởng tạ nha, làm sao em đâu có cái lò xo được đâu. Các bạn có khó tính quá không, bạn có kén chọn quá không hay sao mà vẫn không tìm được cái người mà mình muốn? Không khó tính lắm nhưng mà cái người mà em muốn tìm cùng quan điểm của mình á thì tức là em thích một người đàn ông mà có suy nghĩ nó thoáng một chút. Đại loại như là đừng có đòi hỏi bạn gái mình là phải trinh tiết khi còn tới với mình chẳng hạn như vậy. Nói chung là nó hiện đại một chút. Dạ hiện đại một chút. Anh Linh, nó quay về cái vấn đề nãy giờ anh em mình bàn là hiện đại hay là cổ điển đó anh Linh. Bạn thích một người phụ nữ hiện đại hay là một người phụ nữ truyền thống? Em nghĩ cái sự kết hợp hài hòa thì nó tốt hơn. Thí dụ như là một người vợ truyền thống ở cho gia đình trong nhà nhưng mà mình khi đi ra ngoài ok mình có thể thoáng chút xíu. Tôi thấy người phụ nữ bên kia là hơi hiện đại chút xíu, cũng thoáng chút xíu khi mà bạn nêu vấn đề là vòng hai to thì vòng lò xo nhỏ gì đó ha. Tôi xin hỏi bạn nữ bên kia, nếu như bạn phát hiện bạn trai của bạn đã từng sống thử. Dạ. Thì bạn tính sao? Em không có tính sao hết. Tại vì em chỉ quan trọng là hiện tại của anh ấy như thế nào thôi. Và anh ấy có thật lòng tới với mình hay không. Rồi bạn nam, nếu bạn phát hiện ra bạn nữ bạn đã từng sống thử. Nếu như mà thoáng nghe liền một cái thì đương nhiên là mình sẽ cảm thấy khó chịu. Ai cũng vậy thôi. Nhưng mà mình có thể là bình tĩnh và suy xét lại nó như thế nào để mà đánh giá cho nó chính xác nhất có thể. Rồi từ đó mới đưa ra quyết định. Chứ mình không vội vàng cô sống thử vậy tôi không đồng ý. Vì em lại không như vậy. Nhưng mà phải khó chịu đầu tiên đúng không? Hơi sốc đúng không? Đương nhiên rồi, đương nhiên mình phải sốc chứ anh. Ai cũng muốn em là số 1 của anh, ví dụ em là duy nhất của anh, ví dụ vậy. Hồi nãy giờ mình trao đổi rất là thẳng thắn với nhau về những cái vấn đề quan điểm về cuộc sống, về sống thử, về hôn nhân vân vân. Bây giờ chị muốn nghiêng một cái hướng khác. Chị muốn nói về vấn đề con cái. Dạ. Tại vì ở tuổi của mình là đã lớn rồi. Chị nghĩ phụ nữ mà sau 30 mà chưa có sinh con thì nó cũng là một cái vấn đề. Và em có nghĩ như thế nào về vấn đề con cái của mình? Em thì trước thì em có suy nghĩ là nếu như mà tới 33 tuổi mà em không có tìm được một người phù hợp và có chung cái quan điểm hoặc là nói chung là cái hợp với mình thì em nghĩ là em sẽ sinh con, tức là làm mẹ đơn thân đó chị. Em có tìm hiểu kỹ về vấn đề này chưa? Bởi vì nếu mà một mình thì đứa trẻ nó cũng có rất là nhiều cái sự thiệt thòi đáng kể. Em đã nghĩ đến cái vấn đề đó chưa? Dạ có, em có tìm hiểu và cũng có đọc một số thông tin. Em cũng biết là nếu như mình sinh nó ra mà không có đầy đủ cả cha lẫn mẹ thì rất là tội nghiệp cho đứa bé. Thì bởi vậy nên hôm nay em mới quyết định tới đây. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là quyết chí là phải lấy cho bằng được chồng, đúng dạ, không? Dạ. Cái tiêu chí của bạn về một người bạn gái như thế nào? Thật sự là em cũng thích có một cái cô bạn gái á, là một chút xíu truyền thống. Nhưng mà cộng thêm là một tí cá tính nữa. Bạn bên kia là đủ rồi đó, bạn kia rất là bản lĩnh đó. Nhưng mà về ngoại hình bạn thích thế nào?
cũng tương đối thôi. Thì em thì như thế này thì mình cũng không có dám đòi hỏi gì cao, thì cứ em ba dòng vậy thì bạn gái em ba dòng cũng giống giống vậy cũng được, nhưng mà cái dòng hai bớt 10 phân thì không có. Vậy thôi. Cặp này á tôi phải coi. Chào chị. Tại vì á đối với ngày chương trình ngày hôm nay đó thì cái cô bạn nữ ngồi kế bên đây rất là có thiện cảm với riêng chị, nên chị phải nhảy qua bên đây để chị nhìn cái mặt của bạn trước để mình xem như thế nào. Và mình nghĩ rằng nếu mà có thể kết hợp được thì đây là một cặp rất là chín chắn. Về ngoại hình là chị thấy hai người xứng luôn đó. Hy vọng là chị nhận xét không sai, và chị qua đây chị về chị sẽ nói tốt cho nó. Ok, rất là cảm ơn chị. Rất là được. Chị không có nói nhiều, chị thấy rất là được. Chị chỉ nói đơn giản, ngắn gọn, rất được. Sao mắt của Cát Tường á, rất là tinh tường. Tới bây giờ cũng chưa có chồng đó. Giờ đến nhìn được coi sao. Chính vì nhìn tinh tường quá mới không có chọn được. Đúng ai đó. Đó anh Linh à. Nhìn nó khó quá thì chưa có. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Ê Quỳnh Linh xin lỗi, chào bạn. Chào bạn. Dạ. À, Cát Tường đúng là có con mắt tinh tường. Đó chỉ là cảm nhận riêng của ông Mai và mối thôi. Còn tất cả cũng phải để cho hai người đúng hai rồi. Phút nhìn nhau và cảm nhận. Hai tâm hồn đồng dạng sẽ hiểu nhau. Kéo màn lên. Nãy giờ là toàn là thấy tiếng không à, giờ mới thấy hình. Anh nghĩ rằng là cái tư tưởng của em thì quá thoáng không hay là nói một cách theo như mình nghĩ á, là nó hơi thoáng thôi chứ không phải là quá thoáng. Dạ. Nhưng thực sự là có thoáng. Dạ. Đúng không? Dạ em biết mà. Nhưng mà mình nói nghe nè, sau cái buổi hẹn hò này ha, thì chắc là Thiện có thể mời Mai á, mình đi uống cà phê này nọ nói chuyện thêm được không? Dạ đồng ý không? Đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý chuyện này đúng không? Dạ. Rồi chắc cho bóng đi rồi anh Linh. Cái gì thôi đó hả? Anh không hỏi gì thêm nữa hả? Dạ. Không biết Mai có hỏi gì Thiện không ha? Anh ngủ còn ngáy không? Không, hình như là không. Không hả? Dạ, vậy thì cũng tốt. Tức là bạn không thích người ngáy đúng không? Dạ đúng. Em sợ nhiều khi mình ngủ không được mà cái người bên kia nằm ngủ ngáy khò khò tức lắm anh. Yên tâm, mình sẽ để cho người kế bên ngủ trước. Xong rồi ha? Dạ, xong rồi. Mình sao hôm nay cái nhiệm vụ của hai đứa mình nó nhẹ nhàng quá vậy anh Linh? Rồi, chúng ta sẽ có 3 khắc để quyết định. Nếu đồng ý thì chúng ta sẽ nhấn nút để hẹn hò với nhau và ngược lại. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta hãy bắt tay thế nào để cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp nhau. Có thể lúc trước hai bạn chưa bao giờ biết nhau, và chỉ cần một chút xíu nhìn nhau, nói chuyện với nhau, chúng ta cảm nhận điều gì đó, và chắc chắn các bạn đã có một cái tình cảm nào đó nhất định rồi. Chúc mừng các bạn ha. Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ có một thời gian rất dài để tìm hiểu với nhau, và mong rằng Quỳnh Linh với Cát Tường sẽ nhận một cái đầu heo. Có không? Hy vọng như vậy. Dạ. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, sao xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi, dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết rồi đó. Thiệt luôn đó, có mình anh mình anh dám để. Cái vậy cho nó vui vui chút phải mày không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình không tạo hình cho nó vui vui chút cho ai gặp cũng cười thôi. Mời nhà trai. Ai, chào anh trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Hôm nay thì hai bạn đã có duyên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước khi gặp gỡ mình, giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân với chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phước Thịnh. Hôm nay em 38 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Phước Thịnh làm công việc gì? Dạ em buôn bán từ túc anh. Dạ. Rồi Thịnh quê đâu? Dạ em quê Sài Gòn. Ở quê Sài Gòn luôn. Sài Gòn. Quận mấy Thịnh? Dạ em mới làm, em ở Thủ Đức anh. Quận Thủ Đức hả? Dạ. Thủ Đức nay Đồng Hương tôi hơi Đồng bị Hương nhiều. Thủ Đức với Hồng Vân. Giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin chào và chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em cũng chào bạn nam nhà kế bên. Em tên là Quách Kim Phương, năm nay em 32 tuổi, em là giáo viên Anh Văn. À. Và em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Em chắc là cũng đồng hương với anh bên kia, em ở Thủ Đức luôn. Thủ Đức trời luôn hả? Đồng hương với chị luôn. Hay quá. Cùng quận mà không gặp nhau ha. Nay gặp nhau rồi.
Em gái cho bên đàn trai biết về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui tính và hòa đồng. Nói về nữ công gia chánh thì em cũng thích nấu ăn, rồi em cũng biết thiêu thùa, may vá. Rồi, rất giỏi. Dạ, còn về điểm yếu, dạ, đôi khi thì em hơi kỹ tính quá. Ví dụ như cái vật đó nó để đó thì là nó gọn gàng, còn nếu mà để chỗ khác nhìn nó không gọn gàng thì em cũng hơi khó là chịu chút đó, xíu. Đúng không? Dạ. Ừ, không, cái đó là tốt, cái đó không phải điểm yếu đâu em. Làm đâu phải ngăn nắp gọn gàng thì mới được. Dạ. À, cái tính cầu toàn đó ha. Dạ, à, cũng trai, dạ. Ưu điểm, khuyết điểm của em thế nào? Dạ, ưu điểm của em là em quyết đoán trong việc, không sợ cực, chịu khó làm. Ừ. Còn khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu. Dạ. Nhưng mà nóng nhất là em làm cái gì? Em thì nóng lắm thì em bỏ đi chỗ khác vậy em. Được, được, không sao, nóng nhiều càng nhiều càng tốt. Em nói về đường tình duyên của mình đi. Trước giờ thì nói là em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết. Tức là có những người họ thích em thì em không thích họ. Có người mà em thích họ thì họ lại không thích em. Như vậy có nghĩa là em chưa hề có mối tình nào? Dạ, mối tình chính thức thì chưa. Đôi khi ví dụ như tìm hiểu 1-2 tháng là thấy không hợp thì thôi. Thì thôi. Dạ, xong rồi ở nhà thì cũng có làm mai cho em hai anh. Nhưng mà không biết sao mà hai ảnh giống nhau, rồi cứ gặp em mới 2 lần cái đòi cưới. Vậy hả? Nhưng mà em không chịu, tại vì mới gặp có 2 lần chưa biết gì chưa về nhau hết. Dạ cưới. Dạ thì đâu có cưới được. Biết đâu người ta bị tiếng xe tình, ta muốn cưới liền sao? Dạ nhưng mà chắc chỉ ảnh bị thôi, còn em chưa bị cho nên là chưa đồng ý được. Dạ. Như vậy là mình vẫn còn nguyên bụi phấn à? Dạ chắc vậy. Chắc càng ngày bụi nó càng nhiều. Chắc càng ngày bụi nó càng nhiều. Đó, bên nhà trai nghe chưa, áp lực ghê chưa? Rồi đàn trai, tình hình tình duyên của em sao rồi? Dạ, tình duyên của em thì em đã có một lần gãy đổ anh. Em có cháu chưa? Dạ chưa anh. Mình đổ vỡ như vậy thì tình hình mà giấy tờ này kia đó. Dạ xong hết rồi. Xong hết chưa? Dạ rồi. Em có nộp giấy ly dị cho chương trình chưa? Dạ có. Có nha. Chứ không chứ tụi anh mệt lắm đó ha, phải hỏi cái đó kỹ cho bà con. Chào em. Dạ, chào chị. Thằng trai tôi vậy đó, được không? Ủa ông làm gì như ông thách đố tôi vậy ông Linh? Thằng trai giờ ông tôi nói, muốn sao? Giờ thằng trai tôi gì? Vậy đó, được không? Thực ra thì bên nhà gái chị á còn vương bụi phấn, mà phấn càng ngày càng dày lên. Dạ. Thì bên đó bụi phấn là... bên đây cũng bụi đời à. Đâm ra là tự nhiên mình lại thấy yên tâm là bởi vì á, với một người như vậy mà có một người đã có kinh nghiệm về vấn đề tình trường rồi ha. Dạ. Thì chị nghĩ là em sẽ trân trọng những cái sau và em sẽ là cái người định hướng cũng như là biết là phụ nữ họ cần cái gì, họ thiếu cái gì, cho nên chị khá là yên tâm. Biết nói tiếng Anh không? Dạ không. Không hả? Rồi về bà dạy. Khỏe ghê luôn á, em có học trò đầu tiên liền rồi đó. Dạ. Được chưa? Dạ. Bạn trai tôi được chưa? Dạ em mời anh. Bạn gái bụi phấn ha. Dạ, dạ em mời anh. Trai vương chút bụi trần thôi. Dạ. Để mời bụi trần tương đương với bụi phấn nè. À, trước khi qua gặp đàn gái anh hỏi em một câu này, lý do tại sao hai vợ chồng lấy nhau rồi được 1 năm đúng không? Dạ. Lời gãy gánh. Nếu xảy ra chuyện là em hoàn toàn không có lỗi. Không, cũng có lỗi đó, có điều chưa nhận ra thôi. Nếu người nào có lỗi thì người kia cũng có lỗi một chút. Nhưng mà anh muốn hỏi như thế để anh biết rằng là những cái thiếu sót của mình gì cần bổ sung cho cái mối tình sắp tới đây, để mình cảm nhận được rằng là mình phải chăm sóc người ta như thế nào, mình phải lo lắng thế nào, mình không có nóng tính, mình không có gì đó ha. Thí dụ có những điều đó thì mình hãy rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ em chào anh Quyền Linh. À, bây giờ trao đổi với anh ấy thì em có ngại ngùng gì khi anh ấy đã một lần lỡ chuyến đò không? Dạ không, giống như anh Quyền Linh đã nói thì đã nếu mình đã qua một lần rồi thì mình rút kinh nghiệm để lần thứ hai mình nó tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Mong rằng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể bổ sung cho cái mối tình này nó đẹp hơn. Dạ. Sự chăm sóc chu đáo hơn. Ha? Dạ. Em ghét nhất đàn ông điều gì? Em ghét nhất đàn ông là gia trưởng. Có không? Em sợ con nữ giận, sợ vợ lắm. Sợ vợ hả? Được. Mà rất sợ là vợ. Khó nghe. Em sợ vợ lắm. Sợ vợ là một đức tính tốt. Em thích người đàn ông như thế nào? Có trách nhiệm, có công việc ổn định để cái sau này có thể lo cho gia đình cho nó tốt. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết rồi đó. Thiệt luôn á, có mình anh mình anh chấp để thôi. Cái vậy cho nó vui vui chút phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút, ai gặp cũng cười thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai ạ? Dạ, hôm nay em đi với ba mẹ và chị gái. Đầu tiên thì xin chào chương trình. Dạ. Kế tiếp là chào hai MC và bên họ nhà trai.
Thì hôm nay đến đây tham dự chương trình thì cũng mong muốn cho con gái nó tìm được một người bạn lý tưởng để lập gia đình. Chú cũng ở Thủ Đức, tự do thế lớn, nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi, rồi anh Ba Bon là gì? Vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Dạ Úc. Chị Úc hả? Dạ. Bởi vì nếu trường hợp mà chú Ba với chị Ba đi, anh Ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền. Trời ơi. Tại vì ở gần mà. Thịnh đây ở khu phố 3, tôi ở khu phố 5, cách nhà cái cầu. Tôi tới lui thường xuyên nó mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài, có đâu có lạ gì đâu. Rồi. Cái này là cái duyên, cái này là cái duyên. Mong hai đứa tự tìm hiểu nhau. Nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha. Rồi, mời vô. Tôi là dì của Thịnh, hôm nay là đại diện cho Thịnh để mà gặp gỡ và thấy cháu bên đây thì dễ thương, có duyên. Cũng mong cho là hai cháu tạo cho một cái cơ hội bấm nút tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Còn bấm nút đi nha. Hỏi giới thiệu Út có biết hết rồi. Nhiều khi qua xóm qua lại biết rồi. Thôi mở rào cho tụi nó đi. Thôi mở đi, mở đi. Tụi nó biết hết rồi. Tôi với ông bây giờ là coi như không còn gì để hàng mà xóm với nhau đó. Mà ừ rồi. Mở rào đi, biết đâu gặp nó. Trời ơi, hôm nay gặp hoài. Mở rào. Dạ em chào anh. Đây, tặng quà nhận quà đi nè. Hôm nay nó chưa biết rồi. Mặt nó ngỡ ngàng là nó chưa biết. Tặng cho em. Dạ sô cô la. Ờ sô cô la. Em hay ăn thử. Tình yêu đó. Dạ em chắc là để hay để lát em ăn sau được. Ừ, ngọt ngào như sô cô la. Dạ em cảm ơn nhiều. Cái này thật sự là nó không có giá trị vật chất lắm nhưng mà do tự tay em làm cho nên mong là anh sẽ thích. Dạ, tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh. Để anh có thể dùng mỗi ngày để anh nhớ tới em mỗi ngày. Ok, cảm ơn. Tự nhiên nay hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh ha. Mặc đồ cặp đồ. Cặp á. Giống như ông bà Mai Tây thì cũng nó tím riệm qua xíu. Tím riệm á. Thằng bà mặc đồ tím coi được, rằng ông mặc tím kỳ lắm á. Mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi, nó có một chùm bông ở đây nữa nè. Hết hồn à. Ai lấy áo này vậy trời. Anh với anh này ở gần, rất là gần nhau nhưng mà hôm nay mình mới biết. Dạ đúng rồi. Hôm nay mới gặp mặt. Gặp em thì anh có ấn tượng gì không? Anh có hơi bất ngờ xíu. Bất ngờ sao? Bất ngờ tích cực hay tiêu cực? Dễ thương hơn em nghĩ. À tức là dễ thương dạ, hơn em tưởng tượng đúng không? Em có nghĩ là mẹ nàng dâu này chồng như thế nào không? Nàng dâu mẹ chồng thì em nghĩ là chỉ cần mình thương mẹ chồng như mẹ ruột thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình như con gái ruột thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em có vài câu hỏi là không biết là anh có hút thuốc hay có uống bia được không? Cái hút thuốc thì anh bỏ lâu rồi. Thì còn bia rượu thì phải có tiệc tùng mới uống chứ không có uống tung tung. Nếu sau này ở trong gia đình thì anh có sẵn sàng giúp đỡ vợ cái việc nhà hay không? Chắc chắn rồi. Phụ được vợ gì thì anh sẽ phụ. Sẵn sàng thì đó. Dạ giống như hồi nãy ba em có nói thì giờ chỉ còn mình em mà chưa có gia đình nên ở với ba mẹ. Em đặt trường hợp là nếu như muốn anh ở rể thì anh có đồng ý không? Anh cũng biết nhà chú mà, từ nhà anh xuống nhà chú chưa được 500 mét nữa. Dạ đúng rồi, gần đó ghê luôn, ơi. Đỡ dễ sợ. Vậy ở dâu ở rể đâu quan trọng nữa rồi. Quan trọng. Sáng ở dâu, chiều ở rể. Mua cái căn nhà ở ngay chỗ 250 mét đó. Ở giữa đó. Ở giữa. Chạy qua chạy lại cho nó gần. Không có khó, chuyện này khỏi nói. Bây giờ thử đi. Nếu mà có cuộc mà nào mà gây gỗ với nhau, mà giận hờn với nhau, ai sẽ là người xuống nước? Thì nếu mà xảy ra bất đồng quan điểm giữa hai người á thì anh sẽ là người bỏ đi chỗ khác trước để sau đó mình quay lại nói chuyện. Tại lúc mà mình đang nóng thì mình nói không có gì ra gì hết trơn á. Dạ đúng rồi. Rõ ràng quan điểm của bạn dạ. Bạn rất đồng ý với cái cách đó của em, vậy là thấy vui rồi, thấy khỏe rồi. Đó. Cái lúc mà người ta bỏ đi mình ở nhà mình kiếm gì ăn em. Dạ hoặc là mình lấy tiền đi shopping. Đúng rồi, đó vậy đi. Dạ. Cái ông hết dám đi nữa. Bây giờ Thịnh đứng lên ha, mình bước tới bạn gái. Nói cái gì chân thành nhất á. Dạ. Sát bên nhà mà. Anh hy vọng là sau ngày hôm nay anh với em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là mình cho nhau một cơ hội. Quá trời hay luôn. Rồi, trở về với ghế ngồi cho các bạn. Để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim của mình. Nếu thật sự chúng ta cảm nhận đây là người có thể
cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại thì bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Cạch cạch rồi, tôi thấy hai cái cạch cạch rồi đó. Chính thức các bạn. Linh ơi cưng quá à. Nè, hai cái màu xanh, hai cái màu tím cưng sao đâu á. Ai đưa túi áo kỳ quá. Hôm nay chính thức là các bạn hẹn hò với nhau trước mặt đại diện hai bên gia đình. Đầu tiên, bây giờ Thịnh nói gì với cô chú đi. Thưa chú, thì hôm nay con đến đây tham gia chương trình thì cũng là cái duyên. Con không ngờ là gặp cô chú ở đây. Thì con xin phép cô chú là cho con tìm hiểu bé. Thì con sẽ cố gắng làm hết cái khả năng con là có thể lo cho bé được hạnh phúc. Dạ, con chào dì và chào gia đình nhà trai. Dạ, con cũng xin phép dì cho con với anh tìm hiểu nhau. Thật sự đây là một cái duyên rất là tuyệt vời. Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên mà Thịnh dành cho bạn gái của mình. Dạ, con xin phép chú. Được không em? Phải được thôi. Dạ. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Điểm đây qua thảo đỏ, bác chào cha mẹ, chào dì. Chào dì. Này hên nè, không, tôi đừng nói bông hồng hên. Bông hồng tình yêu hên quá trời hên. Rồi giờ coi cặp cặp nữa, coi dính cái là coi như cái áo này lần sau bận nữa, nghe chưa? Vậy đi. Nghe không? Ok. Rồi cái đừng mai mốt đặt Quỳ Linh áo màu tím. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Có mặt không? Sao con cứ nhìn chú Linh rồi con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chữ mập ở đây. Nó đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Hãnh diện liền, ưỡn ngực liền. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ anh trai sẽ là người giới thiệu sơ lý lịch trích ngang của mình cho bên đàn gái nghe nha. Rồi mời em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh ạ. Chào tất cả mọi người, tất cả khán giả ở trường quay ạ. Thì em tên là Nguyễn Văn Tình, em năm nay 32 tuổi ạ. Em quê ở Hà Nam và hiện tại em đang ở Gò Vấp ạ, Hồ Chí Minh. Tình làm gì Tình? Dạ em làm nhân viên ở văn phòng ạ. Rồi còn mình giới thiệu về mình đi. Dạ. Con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Hương Linh. Con xin chào tất cả các cô chú, anh chị đã ngồi ở trường quay. Con tên là Cao Dương Hồng Ngọc. Con đến từ Nha Trang. Năm nay con 27 tuổi. Hiện con đang làm việc tự do. Vừa làm ở Sài Gòn, vừa làm ở Nha Trang. Ồ, vậy không hả? Cố định. Nhưng con làm về ngành gì? Dạ, hiện giờ con đang hợp tác cùng với lại bạn của con. Đang mở spa. À spa. Rồi. Mình có điểm yếu điểm mạnh nào vậy em? Dạ em có ưu điểm là em không hút thuốc ạ. Không hút thuốc. Không rượu bia và không ăn nhậu chơi bời ạ. Trung tâm làm ăn.
và sống hướng về gia đình ạ. Rồi. Tính cách của em là thẳng thắn, năng động và sống có trách nhiệm. Có một cái nhược điểm gì không? Nhược điểm của em thì em ăn không ăn được mỡ, thịt mỡ. Nói chung là kiểu kén ăn. Mỡ ngon lắm trời, Tết kho mỡ cục cục rồi nè. Nhưng mà em không ăn được. Ăn leo cà chua ớt cắn. Bố em cứ bảo là cái điểm này của mày không biết là mai sau mày lấy được người nào chiều được mày luôn. Không ăn thịt mỡ luôn. Không ăn thịt mỡ. Ừ. Hàng chi tướng tốt quá. Tướng tôi ăn thịt mỡ khác. Mà còn nhà mình gái có điểm yếu điểm mạnh gì mình nói luôn cưng. À, điểm yếu của con nghĩ là có thể là do tính của con đó, độc lập từ nhỏ. So với nhiều người có suy nghĩ gọi là hơi cố chấp một chút xíu thì gọi con là bất cần. Nhưng thiệt ra thì con tính con là luôn chủ động mọi việc. Còn cái ưu điểm của con thì con nghĩ là con tự tin con là người phụ nữ của gia đình. Đấy, à, anh Giai bên đấy có nghe không? Nghe dạ, rồi. Có. Như thế là tốt, nhưng hơi cái bất cần là chưa biết sao. 27 tuổi thôi mà người ta rất là bản lĩnh đó nha. Em trai, đường tình duyên của em thế nào? Em thì nói chung là trước đây em quen hai người á. Mà lâu lắm rồi, nói chung là chỉ gọi là quen sơ qua thôi. Chứ không có gì sâu sắc cả. Sơ qua là mấy tháng? Cái bạn đầu tiên thì em quen có tháng à. Về sau cái khoảng cách nó xa quá, em không quen nữa. Rồi bạn thứ hai mấy tháng? Bạn thứ hai thì cũng chỉ được mấy tháng. Nhưng mà cũng là khoảng cách xa nữa. Mấy cả bạn ấy cũng không có... Nói chung là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không? Dạ vâng. Rồi. Rồi, còn mình bên đây sao nè? Dạ, gọi là mối tình mà gọi là đặc sắc nhất thì chỉ có một thôi, là mối tình đầu là xong. Và cách đây cũng khoảng là tầm 7-8 năm rồi. Con cũng có tìm hiểu nhưng mà nó không sâu đậm, không hợp với nó, mình. Nó dạ. Không sâu đậm đúng không? Dạ. Ok, vậy là hai bạn giống nhau rồi đó. Rồi vậy bây giờ cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà con muốn là như thế nào? Con thì đơn giản, con không quan trọng vấn đề là xấu đẹp, nghèo, giàu. Cái con còn là một người đàn ông mà gọi là có định hướng trong tương lai, nghề nghiệp, độc lập, tâm lý một chút xíu. Con có cần người đàn ông đó phải giàu có không? Dạ không, tại vì con cũng có thể tự làm ra tiền. Ok, rồi để qua coi nhà trai sao nha. Thôi, nhà trai tôi cũng dạng cao ráo đẹp trai á. À, mà thấy chưa? Em chào chị ông Vân. Ừ, chào cưng. Không có mặc áo màu tím đâu, sợ. Em nghe cái cô gái bên đây nói về cái mẫu người đàn ông thì nói em thấy là mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Nếu mà bạn ấy nói như vậy thì em thấy em cũng có độ khoảng 60-70%. Tại vì em cũng có cái tính tự lập. Từ xưa đến giờ em cũng làm cũng tự lập. Tự lập là sao? Em tự lập ở đâu? Trước là em đi bên Nga về ạ. Em đi Nga hả? Em ở đâu? Ở Moscow là ở đâu? Em ở bên thủ đô Moscow luôn. Moscow luôn? Dạ. Em có biết nói tiếng Nga không? Em thì làm việc ngoài chợ cho nên là nói tiếng Nga nó không có được chuẩn. Chỉ biết gọi là theo kiểu giao tiếp chợ búa thôi. Thôi em cứ việc nói đi, anh không có hiểu đâu, em đừng lo. Với cái người phụ nữ mà em có đòi hỏi gì ở cái người phụ nữ của mình? Em thì cũng không cần phải xinh đẹp quá đâu, cũng bình thường thôi. Em thích người hiền lành, chăm chỉ chịu khó và biết đối nhân xử thế. Cái mẫu hình lý tưởng, em có cần thiết gì về chiều cao, mái tóc hay là cái gu thẩm mỹ như thế nào? Chiều cao thì em thích cao từ độ khoảng 1m57-1m58 trở lên. Rồi, trời ơi, phụ nữ là từ đó nữa. Đừng cao quá, cao quá em không thích. Còn cái gu thẩm mỹ thì nói chung là cũng biết ăn mặc một chút, chứ đừng có tề xòa quá. Mình cứ phải gọn gàng, sạch sẽ. Mặc đồ hở hang chút được không? Đừng hở quá, đừng hở quá. Sexy hở hang hay là phải kín cổng cao tường, em muốn sao? Nói chung là cũng không phải kín cổng cao tường lắm đâu, cũng bình thường thôi. Mặc sao cho nó đẹp là được. Tùy theo thời tiết thôi. Vâng. Để anh Quang coi cái đàn gái sao. Nãy giờ nghe giọng đàn gái chắc dễ thương lắm. Bởi cái giọng á tròn em, tròn ha. Em nghe cũng thấy dễ thương. Mấy người mà giọng tròn tròn á là mặt cũng tròn tròn. Người cũng múp míp. Đây. Con chào chú. Trời. Gái dễ thương nha. Thấy chưa, chú đoán đúng không? Rồi, xinh, rất là xinh ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không thích người đàn ông của con có thể làm nhu nhược với lại là lặp lại. Nghĩa là cái vấn đề sự việc đó riêng con thì ví dụ như xảy ra việc đó thì phải giải quyết cho xong, và giải quyết xong rồi có nghĩa là đã thỏa thuận với nhau rồi thì thôi, không được nhắc lại nữa. Nhắc lại hả? Rồi chú hay nhắc lại, chú nhắc hoài, chú nhắc có mấy chục lần luôn á. Nhiều cái vui vui nhắc hoài, tập vậy thôi chứ không phải gì chứ. Rồi, không thích điều đó đúng không? Rồi yên tâm, thấy hai đứa này hợp đó nha. Trai cũng đẹp, gái cũng xinh nữa. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi bà mối. Đúng rồi. Còn sao cho hai trẻ đẹp gặp con nhau đúng rồi. Ha, đẹp có mặt. Không.
Sao con cứ nhìn chú Linh rồi con tưởng tượng là anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chữ mập ở đây. Con đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Ánh diện liền, ưỡn ngực liền. Nè con đi với ai ạ? Dạ, con đi có một mình thôi cô. Ồ vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, cô đại diện cho nhà gái được rồi. Tôi thấy hai trẻ nên cho nhau một cơ hội. Ừ, đó. Nếu được thì bấm nút, vậy đi. Tôi thấy tự nó cũng tạo cơ hội cho nhau rồi. Khỏi cho. Trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với cả chị, với cả bác, với cả em. Hello khác. Vâng. Dạ, cháu xin chào chú Quỳnh Linh ạ, chào cô Hồng Vân chào và chào quý vị khán giả. Cháu là chị của Tình ạ. Thì nhận xét của cháu về em gái bên đây thì thấy cũng hiền, dễ thương ạ, xinh. Cháu thấy cũng hợp với cả Tình ạ. Thì Tình năm nay là cũng nhiều tuổi rồi nên bố mẹ cũng sốt ruột lắm rồi ạ. Thì mong sao qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chào em ạ. Anh có món quà tặng em này. Tại sao lại tặng xương rồng, nói nghe coi. Cái xương rồng này nó cứng cáp mà nó rắn giỏi đấy. Quảng đâu nó cũng có thể nó sống được đấy. Thì mình chỉ cần tưới nước là nó sống được đấy. Lấy em nói là ý em muốn gửi đến bạn gái như vậy ạ. Ý bạn gái làm... để đâu sống cũng được gì. Tặng xương rồng ý muốn làm cái hàng rào quanh em. Em cắm quà thì tặng cho anh. Cái này là anh mở ra đi rồi em nói. Cái này là tự con đang trời ơi, khăn màu xám rất chi là bến Thượng Hải luôn. Rồi hai đứa ngồi bắt đầu nào, người giao lưu đi nè. Dạ. Em chào anh. Chào em. Em nhận xét gì anh? Cũng được, về ngoại hình thì sao chú Quyền Linh nhìn con. Chú thường hay nhìn người đối diện lắm con, còn chú biết tại sao chú nhìn con luôn. Em không biết về tính tình như thế nào, cái đó thì sau này tìm hiểu tôi mới biết. Nhưng mà về ngoại hình ban đầu thì em cảm thấy tốt. Tốt ha. Cái đẹp trai không? Cái trái tim quá nó đẹp. Có... Trời, quá đẹp. Cái trái tim của con nó có bị loạn nhịp chút đỉnh không? Dạ có, cho nên không biết nói cái gì nữa rồi. Tình cảm nhận về em gái như thế nào? Em cảm nhận về bạn gái này cũng xinh. Đâu phải cũng xinh mà cũng có quá xinh như chứ. Cái tưởng tượng của em không? Đó là không có cao lắm đó. Dạ. Em không thích cao đó. Không cao quá, đừng thấp quá. Trong cuộc sống hôn nhân đó, thì anh nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh thì anh nghĩ là như anh bây giờ anh lớn tuổi đó, anh cũng muốn lập gia đình sớm để cho bố mẹ vui ấy. Cho nên là bây giờ mà đã xác định đến được với nhau ấy, thì mình sống làm sao cho nó chân thành đến hết cuộc đời luôn. Chứ không thích giả dối hay là cứ yêu nhau được vài buổi xong bắt đầu lại chia tay. Anh không muốn như vậy á. Thật tình á thì tính của em á thì có thể là em sẽ là gọi là cứng cáp hơn những cái bạn gái bình thường cùng trang lứa. Khi mà cãi nhau hay như thế nào đó, em không thích người, nói chung là kể cả em cũng không thích nói nhiều. Mà ví dụ như xảy ra một vấn đề nào đó, em cần phải có hai người có sự nghiêm túc để nói chuyện với nhau. Nhưng khi nói chuyện xong rồi thì không được lặp lại sau này. Anh không thích cãi nhau, không thích to tiếng đâu. Nhưng mà phải cãi nhau thì mới hiểu được nhau như thế nào. Hẹn hò sao này hai đứa? Thế sau buổi hẹn hò này anh có thể mời em đi ăn cơm được không? Dạ được. Anh có chấp nhận yêu xa được hay không? Nói chung là không có ngại cái vấn đề đấy. Tại vì bây giờ đấy, nếu mà em mà xác định ở đâu, lập nghiệp ở đâu thì mình có thể bàn bạc chẳng hạn này. Anh thì anh rất thích kinh doanh, anh muốn tìm bạn gái cũng thích yêu thích kinh doanh. Đúng người rồi đó. Thì nhưng... ví dụ như là em với anh mà đến được với nhau thì em thích ở đâu? Cái vấn đề ở đâu em cũng không sợ. Em chỉ cần là có ý chí thì ở đâu cũng làm được. Anh thì thực ra là ở ngoài quê thì anh cũng... Bố mẹ anh thích anh ở ngoài quê. Nhưng mà anh là anh thích ở sống ở Sài Gòn. Anh thích... Hồi nãy anh nói là đến từ đâu? Hà Nam. Anh ở Hà Nam. Là Hà Nam Ninh. Đúng không? Bây giờ tách ra làm Hà Nam. Hà Nam với dạ. Nam Định. Con là người Nam thật sự. Nhưng mà năm nào con cũng về Bắc. Ở một tháng. Tại vì con có một cô bạn thân là ở Ninh Bình. Thế thì cách anh 30 cây. Năm nào cũng về và tự tin được làm dâu Bắc rồi. Cách tại anh 30 cây. Năm đầu tiên con về thì chỉ là đi theo cô bạn đó về chơi thôi. Bởi vì nhà có dỗ. Và một mình con rủ 15 mâm chiến bát. Và một mình con rủ 15 mâm chiến bát. Xong cô chú thương luôn.
và năm nào cũng dụ về để rửa chén. Coi như là làm dâu á là phải trước mắt rửa chén đó, rửa chén trong cái đám dỗ là phải, dạ, qua cái chuông đó là coi như là thấy dạ là có điểm để làm dâu rồi. Chú thấy rằng hai đứa hợp nhau đó. Bây giờ vậy nè, Tình bước tới nắm tay cô gái, muốn nói gì nói rồi hát bài nào đó, đọc bài thơ hay nói về cảm nghĩ của mình về cô gái đó. Rồi hỏi bây giờ nếu chúng ta yêu nhau thì khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau? À đấy, còn vấn đề thịt mỡ với lại thịt nạc đấy. Dạ. Đấy cái vấn đề đấy là nó cũng vấn đề đấy. Thích người mập thì cho nói cho em biết đi. Để... Ừ. Dạ. Em dạ biết. Cũng biết nấu ăn à? Ví dụ anh không ăn được thịt mỡ, em có nấu được anh món khác được không? Nếu mà anh không ăn được thịt mỡ thì em phải làm sao đó nấu để cho anh ăn được thì thôi. Tức là chiều được đúng không? Chiều được ý theo ý của anh. Em không chiều nhưng mà em sẽ làm sao đó để cho anh có thể từ không thích chuyển sang thích. Anh có một cái bài thơ để tặng em này. Dạ. Bây giờ anh viết ra giấy tại vì anh cũng tự anh nghĩ ra thôi. Cho nên cũng, bây giờ anh phải đọc. Hôm nay đến với chương trình, tôi xin nói hết tâm tình của tôi. Ghế đỏ thì cũng đã ngồi, cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Xin hết ạ. À đó, câu cuối cùng là phải nhìn thẳng vào trong mắt á, cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Dạ. Rồi, vậy trở về với cái ngồi đi các bạn. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nó, không phải bấm để vừa lòng một ai đó đâu nhé. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Có thời gian. Trời ơi, bấm cùng lúc luôn mới ghê chứ. Rất đều. Nào. Hãy nắm tay nhau. Lần đầu tiên con được nắm tay con trai á chú ạ. À. Ủa vậy đó hả? Tình cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em đi con. Dạ, thế cho em xin phép ừ. Thơm mặn má không? Ừ. Đó, thơm và mặn. Đấy, trai Hà Nam nó mãnh liệt lắm đấy. Rồi. Trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như là đánh đập á. Trời ơi. Rồi em cũng hơi sợ điều đó. Thấy thương không? Xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. À bây giờ mình giới thiệu về mình xí nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. À, dạ chào con. Mọi người và chào bạn nam bên kia. Con tên là Phan Võ Thu Nga. Con sinh năm 97, hiện con đang là học viên cao học ở trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, quê con ở Long An ạ. À. Rồi, mời chàng trai. Dạ, em tên là Hanh Dào, em đến từ Tiền Giang. Năm nay em 23 tuổi. Rồi, ủa, em đang làm gì cưng? Dạ, em đang làm bác sĩ uy chị. Cô giờ cô xách mấy con chó cũng không nhiều có lắm. Chút xíu phải lấy số điện thoại liền. À. Dạ. Nhà bị nhà bốn chó. Em gái có bên kia có nuôi thú cưng không? Dạ, ở nhà dưới quê con có nuôi một con chó nhưng mà nó mới mất. Nếu mà bạn trai có về nhà em thì có thể gửi cho em con mới. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái ưu điểm cũng như là khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, con cảm thấy ưu điểm của con là con rất là năng động, thích thể thao, con có thể hát với lại rap. Xíu nha, xíu hát nha. Còn điểm yếu của con ấy thì con hay đản trí, với lại con hay đề cao niềm yêu thích của bản thân á. Ừ. Một khi con vui thích rồi con cũng ít nghĩ tới người khác nữa. Miễn mình thích là được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em là cũng như hòa đồng với mọi người. Ừ. Vui vẻ. Nhược điểm của em là cũng như hơi nhát gái một chút. Dạ. Còn trẻ mà nhát nhát. Dạ. Lớn xíu là nó quen hết có nhát à. Có mấy mối tình rồi? Dạ, một quen cũng được một năm, gần năm. Rồi sao chia tay? Cho bạn đó có người khác. Rồi cho qua luôn bên kia. Dạ, thực ra là con có hai mối tình rồi. Một mối tình là hồi lúc mà con còn là học cấp 3. Còn một mối tình là lúc con học đại học. Con quen được một năm mấy, gần hai năm ấy. Xong rồi con chia tay. Tại vì con thấy là chuyện đó nó không khiến bản thân con tiến bộ lên. Bạn đó hay đưa rước con hay làm giùm mọi thứ giùm con á. Nên là con thấy con không có tiến bộ được trong mối quan hệ đó. Ok, như vậy là con chia tay được bao lâu rồi? Dạ, con chia tay chắc được hơn một năm mấy rồi đó. Ừ. Bây giờ nhà trai cho biết là mà mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á, kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như là đánh đập á. Trời cái ơi. Đó em cũng hơi sợ điều đó. Thấy thương không? Cái em đó... tưởng tượng một người phụ nữ mà đứng đánh người đàn ông có thấy nó kỳ cục lắm luôn, mà ngược lại đàn ông đánh phụ nữ cũng quá kỳ cục. Cho nên là giữa hai người đều không cho đối phương được quyền đánh mình. Thì... ngoại trừ cha mẹ đánh mình thôi.
Thì em ví dụ như các bạn đó đánh mình rồi mình bỏ đi cũng đâu được chị. Ủa bỏ đi được, hoặc là mình giữ tay bạn nó lại, hay là em đánh lại người ta rồi em sợ. Không có chị, cũng có giữ tay, mà giữ tay lại cũng thấy cũng kỳ quá. Có gì đâu kỳ, giữ cái tay lại không cho gọi là bạo hành, bạo loạn. Thế thương nghĩ sao luôn thiệt. Nó bằng tuổi Trê Phi, bởi vì tôi nuôi là mong là Trê Phi con tôi nó coi cái số này. Trê Phi là con trai của cô, dạ. Bằng tuổi cưng. Nếu mà con có coi thì con nhớ nha, con không được để cho bạn gái đánh con, mà ngược lại không bao giờ con được đánh bạn gái. Nhớ chưa? Dễ thương quá, để cho đánh vài cái cho vui. Không có vui đâu đau. Ê, hai đứa mình làm xui đi. Thật không? Thiệt được. Gái tôi quýnh phì ha. Thôi vậy nghỉ đi. Về ngoại hình thì sao? Chỉ cần mình có cao quá tầm dưới mét 7 được. Như vậy là trên mét mấy? Trên mét rưỡi đi. Thấp nhiêu cũng được. Thấp nhiêu cũng được, dạ, miễn là được. Dưới mét 7. Dạ. Cưng nhiêu? Cưng dễ ẹt dạ, luôn à. 3m7 thôi. Là mét rưỡi hả? Dạ. Mét rưỡi được không cưng? Được mà. Rồi giờ tới con nè. Nhìn nhà trai hoài thấy thương đúng nó không? Nó cưng lắm luôn đó, nhìn nó rất là cưng luôn. Trời ơi, xinh xắn mà, cao đó. Hơn nhiều mà. Để con bên guốc. Đừng lo. Dạ, nói bây giờ hai đứa hợp với nhau đó. Ông qua ông chỉ hỏi con câu một thôi, con có quýnh người hay không? Quýnh tao không? Dạ, lâu lâu có. Chết hồ. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó quýnh tà nó vẫn xa. Đau rồi, nó vẫn bị đau rồi. Đau rồi, không có đánh. Sao vậy? Không có được đánh. Dạ, để con thu liễm lại. Tại vì bé bên đây quá là đáng yêu. Thiệt, hồi nãy chút xíu nha. Con nhìn bé là con không thể nào đánh bé được hết trơn á. Mình đánh yêu được không? Mình đánh nhẹ nhẹ đánh cái máu được không anh? Ồ, nhẹ thoải mái chị. Đánh đừng ra máu rồi được. Đánh đừng ra máu rồi được. Trời ơi, cái gì mà cái đòi hỏi mà đáng thương vậy trời, đánh đựng ra máu. Hôm ra trước, máu là đi bệnh viện hôm luôn trước, rồi đó. Trận trước đó đánh ra máu luôn hả? Trời ơi, sao mà dữ vậy trời. Phụ nữ không mà dữ gì. Rồi bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, con cũng mong muốn bạn trai của mình là một người tích cực, năng động, lo đi làm mà không chăm lo sức khỏe của mình. Biết tự lo cho bản thân mình. Dạ, con chỉ chăm chút bạn thêm thôi, chứ bạn phải tự lo. Bạn cao, da ngâm thì tốt. Da không ngâm thì sao? Dạ, da không ngâm cũng được, nhưng mà đừng có mụn, đừng có quá nhiều mụn. Mụn thì nắng, có gì đâu. Trời ơi, đâu con lo sợ con đè đang mụn, bạn chảy máu nữa. Lo đừng có đánh nó được rồi. Dạ. Thấy hai đứa nó cũng hợp đó. Dễ thương ha. Dễ thương á. Ủa nhưng mà con đẹp vậy rồi sao tự nhiên con phải tham gia chương trình này, vì con thích hay là gì? Dạ không có, tại môi trường xung quanh con cũng không có tìm được người yêu á. Con đang đi học mà đúng không? Con đi học nhưng mà con học cao học, con sắp xong chương trình rồi con không có lên trường nhiều. Vậy hả? Rồi dạ. không tìm được bạn người yêu rồi. Hôm nay con có nghĩ là con sẽ tìm được nửa của mình không? Dạ con nghe bạn kế bên nói chuyện dễ thương chắc là sẽ được. Ôi cưng lắm con ơi, thiệt. Cưng lắm. Cô suối con luôn đó. Quá được cưng luôn. Bấm nút đi. Ừ. Nay đi với ai nè? Dạ anh đi với bạn. Dạ chào mọi người, con là bạn thân của Giàu, hôm nay đi cùng với Giàu. Giàu bị đánh đập nhiều lần không con? Này chắc nó cũng bị đấm hay sao á, thấy nó cũng nhút nhát quá à. Ừ. Con nghe Giàu kể thì thường bị đánh lắm. Trời ơi, tôi tại nghe em xót quá. Bạn nữ kia thì tính tình chàng trẻ con á, cũng khó hiểu. Rồi con thấy bạn này sao? Theo con thấy bạn nữ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe. Rồi, cảm ơn. Nói vài câu cho mới mốt về đừng đến bạn mình nữa coi. Chào thì nói chung là nó cũng hiền lắm. Sau này mà nếu mà có quen á, thì bạn đừng đánh nữa. Tại vì bạn nữa trước á, bạn cũng hay bị ám ảnh. Trời, đánh tới bị ám ảnh luôn, đánh dữ lắm. Trời ơi, thương quá à, thiệt. Rồi, nhà gái đi với ai vậy? Dạ, hôm nay con đi với mẹ dì với lại bạn chung phòng. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Mình là mẹ của Nga. Ưu điểm của Nga thì chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, tâm lành. Nhược điểm của Nga thì mạnh mẽ, thẳng thắn, tính tình cũng hơi khó tính một tí. Cô quýnh ai bao giờ trong nhà chứ? Dạ không. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân, con là bạn của Nga. Con thấy thì bạn nam này dễ thương, phù hợp với Nga. Rồi, được rồi. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Có con hamster đó anh đặt nha.
Mình cảm ơn bạn, mình cũng có món quà tặng bạn. Sô-cô-la với lại một tấm postcard những nơi mà mình đã đi ấy. Hy vọng là bạn có thể điền tên vào vị trí còn lại trên tấm postcard đó. Cảm ơn. Bạn thấy mình sao? Anh thấy em sao? Thấy cũng xinh. Em thấy anh da mặt đẹp. Có cái lúm đồng tiền dễ thương. Mình đang học cơ học ngành anh. Em xưng anh. Dạ. Em đang học cơ học ngành công nghệ sinh học. Em nghiên cứu về dữ liệu gen ở người. Anh có yêu động vật không? Có. Anh nghĩ sao về việc về những người ăn chay? Ăn chay thấy là chỉ cảm nhận riêng rồi, thấy kiểu tốt cho sức khỏe thôi. Còn không có cảm nhận nhiều. Thế anh có thích ăn chay không? Cũng ăn thôi chị, chỉ mà không thích. Em hẹn hò với anh, em rủ anh đi ăn chay, anh chịu không? Chịu. Nhưng mà chị cũng dễ ăn lắm. Em cũng nhẹ nhàng lắm, em không có bính chảy máu. Đúng rồi đó. Kiểu mà nghe có hay nóng tính không? Thỉnh thoảng em áp lực công việc em vẫn nóng tính. Nhưng mà lúc đó em sẽ hạn chế gặp anh để đỡ quýnh anh. Đỡ quýnh thôi hả? Đỡ quýnh thôi. Mình có hay về quê không? Có, tuần nào em cũng về hết. Sau này có định học xong có ra nước ngoài hay sao? Em có dự định học lên tiến sĩ. Anh có thích đi phượt không? Có. Anh có hay phượt miền Tây không? Miền Tây là quê đó luôn mà. Ý những tỉnh xa hơn. Hồi xưa có hay đi, tại giờ công việc cũng bận á. Làm tới 8 giờ tối cũng ít khi nào được rảnh lắm là đi lắm. Thế anh làm tới 8 giờ tối rồi anh hẹn hò sao? Sao 8 giờ tối? Sao 8 giờ tối nữa hả? Anh xin phép mẹ em đi. Cưng ghê, không biết giờ tắt rồi không biết nói gì nữa đó. Vào đứng lên nắm tay bạn gái rồi nói câu nào đó. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Hai tay đâu phải bắt tay đâu. Hai tay. Đúng rồi, mắt nhìn mắt mà. Đúng rồi, hai đứa nhìn nhau. Em có biết hát không? Em có thể hát rap. Anh muốn nghe rap không? Đúng rồi, hồi nãy là bạn kiểu nói là lại hát đoạn đi. Em rap một bài của anh Wawi nha. Thế giới này là của em và em có quyền đi với anh. Bật sáng tất cả đèn xanh. Em chạy thật nhanh với anh kế bên tay và chai champagne anh cài trong tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Đến đây thôi. Vào đáp lại đi. Em tên gì không phải ta thính đâu. Gì đó. Em tên gì anh không phải thả thính đâu. Có một bạn trai chưa để ta tính sao? Em sẽ hát một bọn đoạn của bài Ánh Nắng Của Anh. Rồi, hát đi nè. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Rồi, rồi. Yeah, đẹp lắm rồi. Nào, suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Yeah. Xin phép Rồi giờ xin phép em cho vào hôn em một ở bên má. Xin phép Nga luôn đi. Nga ơi. Nga ơi. Nga ơi, mình nói cho Nga nghe nè. Xin phép hôn má em không. Ok. Cặp này nó dễ thương không? Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại.
đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào bác cả nhà, đi xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ đến gặp gỡ cặp đôi thứ nhì ngay lập tức, xem là cái yêu của cặp đó có giống cái yêu của cặp này hay không. Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu ấy, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi, thêm một người đã xuất hiện rồi, trời ơi nhà trai ơi. Bạn có bị áp lực hay không? Trời ơi, cười sung sướng cười. Rồi như vậy còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Đây, mời em trai ngồi. Mời nhà gái giới thiệu. Rồi, đi mình. Mình giới thiệu đi cưng. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh, xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay. Xin chào mặt nam kế bên. Con tên là Nguyễn Thị Tuyết Hương. Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang là nhân viên văn phòng. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 26 tuổi. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Xin chào tất cả quý vị và xin chào anh Quyền Linh. Và xin chào chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh. Mình tên là Nguyễn Mạnh Thắng, đến từ Ninh Bình. Hiện tại thì đang ở Hà Nội, công việc là kiến trúc sư, thêm một việc phụ nữa là mua bán ô tô nữa. Mua bán ô tô hả em? Ô tô. Thì ô tô đấy, mua bán xe ô tô hơi, là... Xe hơi. Chào em. Dạ, chào chị. Sao có cần ngồi hai người bàn với nhau về ô tô không? Có. Đây là con nghiện nha, chị giới thiệu cho em biết con nghiện ô tô đây ngồi kế bên em đó. Bởi chị phóng qua đây sớm là vì lý do đó. Dạ. Là bây giờ em ở ngoài Hà Nội hả? Dạ, em ở Hà Nội. Nhưng mà công trình em làm kiến trúc sư thì công trình có hay có ở Sài Gòn không hay là chỉ có lòng vòng ở Hà Nội thôi? Thỉnh thoảng thôi, nếu mà công, nhưng mà kiến trúc thì bây giờ em ít làm hơn, em chủ yếu làm ô tô nhiều hơn rồi. Làm ô tô nhiều hơn, có hay vô Sài Gòn không? Có, vô suốt ạ. Ờ, vô suốt đi, chứ bây giờ người ta là sống và lớn lên ở Sài Gòn đây nè. À vâng, thế không quan trọng ạ. Có thể ở luôn được mà. Ở luôn được đúng không? Đó, vậy cho yên tâm. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu thế nào nói với bà mối nghe đi kìa. Cho nói lớn cho bạn bên đây nghe nữa. Dạ, điểm mạnh của em thì là vẽ đẹp và thích kinh doanh về ô tô và nói chung là những cái đồ điện tử là cũng thích. Giao lưu bạn bè, gặp gỡ nhiều. Và thích đi du lịch thì em đi nhiều lắm. Ví dụ, có những lúc mà tùy hứng đi, có khi xách xe chạy từ đây ra Hà Nội hoặc là từ Hà Nội vô đây. Hay quá nhỉ. Còn em có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì nghiện smartphone, tức là rảnh ra cái là không... Là cầm smartphone lên, tại chưa có ai thôi, nếu có thì chắc không nghiện đâu. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của con là con sống vui vẻ, hòa đồng, con biết nấu ăn, con khéo tay, con sống tình cảm. Khuyết điểm mình có cái nhược điểm gì không? Con ít nói, con sống hướng nội. Sống hướng nội, cái đó đâu có phải là nhược điểm đâu. Ít nói cũng không phải là nhược điểm luôn. Cái nhược điểm ghiền smartphone thì có thể là nhược điểm đó, đúng không? Mình có ghiền không? Dạ không, con không có ghiền điện thoại. Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu á, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi, thêm một người đã xuất hiện rồi, trời ơi nhà trai ơi. Bạn có bị áp lực hay không? Trời ơi, cười sung sướng cười. Rồi như vậy còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi. Gần nhất là cũng năm 2015 ấy, là cũng cả hai gia đình hai bên cũng gặp nhau, cũng sắp cưới đến nơi rồi. Nhưng mà thì bạn gái lại đi du học rồi này kia, thế đâm ra là... Lại thôi. Ừ. Rồi, mối tình tiếp theo? Mối tình tiếp theo thì một bạn gái cũng ở trong Sài Gòn này. Cũng chỉ được hơn một năm thôi, kiểu cứ hay bị bạn gái là hay bị vương vấn đến người yêu cũ, thế đâm ra là nó lại cứ, thôi và xảy ra nhiều cái vấn đề khúc mắc là thôi. Như vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cái gu của em đó, cái gu của em thì là con gái thì phải trắng trẻo một chút, hiền lành và
năng động một chút, tức là giao tiếp rồi các thứ, thì em thì cũng hay đi nhiều hoặc là có thể là gặp gỡ bạn bè này kia, thì nhưng mà cũng giao tiếp khéo một chút là được. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con. Cô gái xinh đẹp ha. Trời ơi, vậy mà không có người yêu tôi không tin luôn á. Tại môi trường của con là nữ. Hồi trước con đi học á, thì lo tập trung học. Rồi sau này con đi làm là môi trường con là nữ. Môi trường con, gì? Dạ, con làm trong hệ thống liên trường ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì con chỉ tiếp xúc với lại học trò nhỏ và phụ huynh thôi, và các cô nữ, cái cô đồng nghiệp nữ. Nên là con ít có cơ hội mà gặp gỡ bạn nam. Bên đây anh này ảnh cũng lớn hơn con một số tuổi đó. Con có ngại gì không? Dạ, lớn hơn nhiều tuổi, vài tuổi thì cũng không sao. Thì con cũng muốn quen một người mà chín chắn. Chín chắn đúng không? Anh này chín chắn rồi, làm ăn kinh doanh này kia rồi ha. Nói chung cũng không có lớn hơn con một thôi, một con giáp thôi, không có gì hết. Em thích một cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Về ngoại hình á, thì con thích một người cao khoảng 1m7. Dạ, khuôn mặt thì nhìn phúc hậu, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tính cách con thích một người ấm áp, chung thủy, trung thực và đáng tin cậy. Có được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng được 70-80%. 70-80%. Rồi, hôm nay con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với các cô và chú của con ạ. Mời đại diện gia đình nhà gái à. Thì hôm nay đi thì có đây là ba cô ruột của Tuyết Hương với lại là chú. Rồi bây giờ cô cho ý kiến đi nào. Hương ơi, cô nhận thấy thì bạn trai bên đây thì cũng có khuôn mặt thì dễ nhìn, vui vẻ, mà cô thấy là công việc thì ổn định. Thì cô thấy là hai đứa được đến đây thì xem như là một cái duyên. Nếu mà mình cho người cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Thì nếu mà được thì các con có thể là hẹn hò với nhau. Nhưng mà cô, ở đây các cô cũng mong là khi mà đến với nhau thì hãy đến bằng thật cái tấm lòng của mình và hãy trân quý đối phương. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Hôm trước thì có hẹn bạn đi cùng nhưng mà có việc đột xuất. Bởi vì em bay từ Hà Nội vô đây, thế nên ra là hôm nay bạn đột xuất không đi được, thế là em chỉ đi có mình. Rồi không sao, có mọi người ủng hộ bạn ha. Nào mở rào. Dạ, chào anh, có món quà gửi anh. Dạ, cảm ơn. Tặng cái gì đây, mình mở ra cho. Mở ra đi cưng, mở ra giới đi. Giới thiệu luôn đi. Bộ váy tặng. Dạ, cảm ơn ạ. Đâu, con, con mở ra xem có đúng, đúng thử coi nào. Gọi là đúng cái sở thích rồi cái kiểu dáng mình thích hay không. Đó, con nhắm cái size này con mặc vừa không? Vừa đúng không? Dạ, size này là size S. Dạ, cái bộ váy rất là đẹp, cảm ơn anh. Mở quà của bạn gái đi. Hôm nay đến đây em có món quà nhỏ dành cho anh. Cái cà vạt. Sao hai người này có cái gì nó rất là bluetooth với nhau nha. Đúng rồi. Bộ váy thì giống như bộ váy cưới vậy đó, còn cái cà vạt thì để ấy bộ vest chú rể. Đeo thử luôn đi. Em có biết, con có biết gài cà vạt không? Lâu lắm rồi không thích. Không, bé hỏi với Hương này, con có biết không? Dạ, con chưa có học thắt cà vạt. Thì con hy vọng là hôm nay con tặng cho anh. Thì con cần cơ hội để hôm lần khác con sẽ thắt cho anh. Lâu lắm rồi không thắt. Trời, nó hợp với cái quần quá. Cái màu nó hợp quá. Ồ, không nhớ chắc Quyền thắt rồi. Thắt sai rồi. Không sao đâu. Cứ cho nó ấy ở đấy, cho nó dấu nhấn em ơi, không cần thiết phải đúng hay sai. Chỉ cần biết là nó hợp là được rồi, kệ nó đi. Ngược. Rồi, đây, cứ để này cho chị. Cứ như này cho chị. Có còn hơn không? Bây giờ có thể hát giao lưu một bài. Đó. Hôm nay đến với chương trình thì con có chuẩn bị một bài hát dành tặng cho anh. Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy. Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi, gọi em người xinh đẹp ơi. Hãy cứ gọi em như xưa anh vẫn gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nến vàng, đêm sáng hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy.
khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng. Lặng nghe lời dịu dàng anh nói, anh yêu em rất nhiều. Ngay chỗ đó là để nhắc ngay, ngay chỗ đó là đúng luôn á. Chàng trai đáp lại đi. Thế thôi, xin ta tặng chương trình và anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái một bài hát, một đoạn thôi, một đoạn okay. của bài Sông Đắk Đông Mùa Xuân Về. Đó. Giao lưu ánh mắt về kia coi. Chim cơ tia bay tới, nghiêng cánh chào Đắk Đông. Bờ làng khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ. Tây Nguyên ta uống nương, một nguồn nương cách mạng, một nguồn nương Bác Hồ. Ê, hey! Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang, ta gọi mùa xuân tới cho tiếng chiêng rộn ràng. Ta nghe trong lòng núi bước chân Trường Sơn của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng. Đắk Đông ơi, Tây Nguyên ơi. Cái cặp này á, hình như là không ai dám nhìn ai. Mà nay đấy hát người chào cờ. Rồi thôi về vị trí đi nào. Mình cảm nhận về nhau. Rồi ví dụ như là công việc của anh thì nói chung là anh đi nhiều lắm, đi xa, nhiều khi là bạn gái có thể thông cảm được hay không, nhưng khi đi xa rồi lại nghĩ này kia thì nó cũng phiền phức. Cái thời gian đi làm em làm luôn cả cuối tuần. Cái thời gian mà em nghỉ thì mọi người thì đi làm, còn cái thời gian mọi người nghỉ ngơi thì em đi làm. Cho nên là cái múi giờ của em nó cũng không có giống mọi người. Nếu mà hẹn hò thì cũng cái thời gian của em là em chỉ nghỉ vào thứ sáu thôi. Tức là trong tuần là chỉ có thường thường là chỉ thứ sáu thôi, còn các ngày khác là đa số là bận rồi. Dạ em đều đi làm về trễ ạ. Tất nhiên thì cái việc hẹn hò đi làm thì mình hẹn hò sau giờ làm cũng không vấn đề gì. Chúng ta quan điểm về hôn nhân như là thế nào, hai bạn nói cho nhau nghe đi. Còn ví dụ như là cuộc sống, nếu mà em muốn gia đình, người chồng sau này thì theo em thì như nào là phù hợp cho em nhất? Em thích một người mà quan tâm và chia sẻ lẫn nhau, lắng nghe, có sự có trách nhiệm. Dạ. Em muốn tìm một người có bờ vai vững chắc, vì em sống thiên về tình cảm á, nên là em cần một người quan tâm và quán xuyến gia đình. Bây giờ em có 30 giây để có thể nói một cái điều gì đó từ trong đáy lòng của mình với bên nhà gái, rồi sau đó mình tiến hành bấm nút thôi, tùy em muốn nói gì nói. Nói chung là gặp nhau là cái duyên, còn mình có thể là hẹn hò tìm hiểu thêm, còn cái việc nếu có cái duyên tới được nữa thì là mình đi xa hơn. Hết thời gian. Giờ mình bấm nút nha. Chúng ta để tay vào nút bấm. Làm cái... Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, hãy hướng về phía trước. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đó. Hãy nắm tay nhau. Đó, được rồi. Cũng hợp lý đó hả? Hợp lý chứ. Tôi xin phép em luôn đi. Đặt nụ hôn đầu tiên. Ôi dồi ôi, áp lực quá, áp lực quá cơ. Em gái à, sao con xúc động vậy? Nói cái cảm xúc mình lúc này coi. Cô với kia cũng khóc luôn rồi. Con sống thiếu tình thương từ nhỏ, là hôm nay con đi với các cô với chú, con đi với các cô và chú con, thì khi con nghe anh nói như vậy thì con cảm thấy cảm động. Con thấy anh là một bờ vai vững chắc không, một sự ấm áp không, con có cảm nhận điều đó không? Dạ, tay ấm. Ấm nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào mấy cô đi. Ông cũng nhắc hết rồi chứ không?